Có quán quân Olympia nào chức vụ to bên nước ngoài hay chưa? Hay cũng chỉ làm thuê? Trong nước không thiếu người giỏi. Ok, chắc chắn cái câu này bạn nghe được từ kênh Thăng Long TV. Tôi không hiểu tại sao dạo gần đây đấy, thì có một số câu mà Thăng Long TV nó đưa ra cứ như là bản tuyên ngôn đấy. Anh em cứ mang đi, anh em comment suốt. Cái thứ lý luận này đấy, đó là một sự ngu dốt. Tôi nói điều này các bạn, nếu có tự ái bạn thông cảm cho tôi nhé. Tại sao tôi gọi là ngu dốt? Bởi vì như này này, thường thường những câu hỏi là tại sao những người giỏi không ở lại Việt Nam, hay là cái này kia đấy, đa phần là câu hỏi của bọn ba que. Mục tiêu của chúng là dìm hàng Việt Nam và làm nổi bật lên, ca ngợi với bọn tư bản. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là đối tượng của các bạn ở đây là bọn ba que. Bạn cần phản biện lại những lý luận của bọn ba que và cho thấy sự bỉ ổi trong cái thứ lý luận đó, chứ không phải là cái câu chuyện mà thấy người ta vào kích động một câu như vậy, các bạn không làm gì được người ta, các bạn quay ra các bạn chửi những người đạt giải của Olympia. Họ chả có cái tội lỗi gì với các bạn cả, mà các bạn đi dè biểu một cái câu này là có thằng quán quân Olympia nào làm chức vụ to hay không, hay chỉ là đi làm thuê. Có nghĩa là các bạn đang hạ bệ những cái người đi thi Olympia, cho rằng họ không phải người giỏi. Không, họ giỏi rồi, họ giỏi chứ, giỏi chúng ta phải công nhận nó là giỏi. Không giỏi làm sao mà đặt giải quán quân trong cuộc thi. Nếu như bạn cảm thấy người ta không giỏi, bạn vào bạn thi với người ta đi. Bạn giỏi nhưng mà bạn người ta giỏi nhưng bạn lại dìm người ta, tức là bạn đi sỉ nhục người ta như vậy, hạ bệ người ta như vậy. Tức là các bạn rất là ngu. Ba que nó vào nó chọc ngoáy, đáng lẽ ra bạn phải phản biện là chửi nó, chửi ba que chứ. Tự nhiên thì mấy ông Olympia kia thì ông có liên quan gì đâu mà các bạn chửi người ta, đúng không? Cho nên tại sao tôi nói đó là loại biện ngu dốt. Các bạn nghe thoạt nhĩ thế nhưng mà vô tình các bạn làm những cái người mà quán quân Olympia đấy, họ là người Việt Nam chứ, họ đang sống ở nước ngoài, họ rất yêu nước, họ nghe được những người như vậy rất gọi là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Nhưng mà tự nhiên nghe những câu mà chính người đồng bào mình nói như vậy và tung hô như vậy, rồi người ta sẽ nghĩ gì về đất nước mình? Cho nên phản biện ba que, từ phản biện ba que mà làm tổn thương những người khác. Đấy là lý do tại sao tôi bảo Thăng Long TV là một kênh rất ngu muội mà rất đông người xem. Ok, hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các bạn một chút về vấn đề quán quân Olympia và người giỏi. Tôi đã từng chia sẻ trong cái clip trước ấy, tôi bảo không phải là điều rất bình thường. Cũng giống như các bạn vậy, các bạn đi học lái xe thì bạn phải đến công ty của những người mà người ta tổ chức vận tải ấy, người ta điều hành, người ta kinh doanh vận tải, các bạn xin việc. Chứ không lẽ bây giờ các bạn đi học lái xe về các bạn lái máy cày máy xúc cho gia đình à? Gia đình các bạn có máy cày máy xúc để lái không? Nếu có thì họ về, còn không có thì họ phải đi xin việc ở những cái công ty mà người ta kinh doanh vận tải, người ta có xe để cho người đấy lái. Nhân tài thì phải có đất dụng võ. Cái câu chuyện mà người giỏi không ở lại Việt Nam hoặc là đi du học không trở về, cái câu chuyện rất hết sức bình thường. Còn là một người lao động thì cái đầu tiên của các bạn khi đi xin việc là các bạn sẽ phải nghĩ đến xem là ở đó cái môi trường làm việc có phù hợp với mình không, có phù hợp với tay nghề của mình không, phù hợp với khả năng của mình hay không. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, chế độ đãi ngộ của công ty như thế nào. Chắc chắn rằng không phải là không bao giờ các bạn vì tình yêu với ông chủ hay vì tình yêu một thương hiệu là các bạn chấp nhận làm cái mức lương thấp này. Các bạn sẽ vào công ty nào trả cho các bạn lương cao hơn, không cần biết công ty đó là của Mỹ hay là của Trung Quốc, cứ công ty nào trả lương cao, chế độ đãi ngộ tốt thì chắc chắn các bạn sẽ ở lại đấy, sẽ đến công ty đó làm việc. Thế thì cái câu chuyện đó đấy, tức là gì? Tức là người ta ở Mỹ hay là ở Úc hay là ở Hàn Quốc, Nhật Bản, nó không liên quan gì đến câu chuyện đó là tư bản hay là cộng sản, mà nó chỉ đơn giản là ở đó người ta trả cái mức lương cao hơn và có việc cho người ta này. Đấy, tôi tạm thời vì phần tư tưởng có yêu nước hay không tôi gạt bỏ ra mình, nhưng hai cái yếu tố đó nó đã cấu thành câu chuyện đó rồi, đúng không? Tôi đã nói rồi, tư bản không đồng nghĩa với giàu. Tư bản thì ví dụ như là Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, châu Âu nó có thể giàu, nhưng mà tư bản ví dụ như là Sri Lanka hay là Nepal hay là châu Phi nó đầy tư bản giàu đâu. Hay là cộng sản không đồng nghĩa với nghèo. Ví dụ như Trung Quốc bây giờ nó chả giàu của mẹ, Việt Nam chúng ta bây giờ kinh tế nó phát triển là mầm. Thế thì tư bản hay sao chủ nghĩa nó không liên quan đến giàu hay nghèo. Giàu nghèo thì thuộc vào các quốc gia khác nhau, đúng không? Cho nên cái đối tượng những người mà người giỏi người ta đi ra nước ngoài người ta làm việc, người ta cũng không liên quan đến cái câu chuyện là chủ nghĩa xã hội hay là tư bản. Nhưng mà công ty ở nước ngoài họ trả lương cho họ cao hơn và cuộc sống ở nước ngoài đấy sẽ đảm bảo cho họ cái cuộc sống tốt hơn. Ở nước ngoài là ở những cái đất nước phát triển, chứ còn Angola hay là Tunisia, Philippines thì cũng khá, không mình không nói, nhưng mà Niger đi dùng thì cũng là nước ngoài, nhưng mà không đảm bảo cho họ cuộc sống tốt thì họ có ở đó. Cái đấy nó thể hiện họ được đảm bảo tốt hơn thì họ ở lại, rất là bình thường. Nhưng họ có giỏi không? Giỏi, không giỏi sao công ty nước ngoài người ta nhận. Với những người mà họ đi du học họ không trở về, nó chỉ đơn thuần là cái môi trường làm việc ở nước ngoài phù hợp với những thứ bạn người ta học. Nói cái ví dụ này để cho các bạn rõ nhất, ví dụ học về vũ trụ, học về thiên văn học thì họ phải làm việc ở NASA, họ phải làm việc ở những cái tổ chức ở nước ngoài, chứ chẳng lẽ về Việt Nam nghiên cứu thiên văn học thì làm việc ở đâu. Cho nên các bạn hết sức thông cảm cho người ta nhé.
Thế cũng có lý luận là bây giờ đất nước khó khăn mà không về xây dựng cùng đất nước, mà sau này đất nước phát triển rồi về hưởng ấy. Thì các bạn nên nhớ này, đất nước là của chung, ai mà chả yêu tổ quốc, ai mà chả yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Thế nhưng mà cũng vì là của chung, cho nên là một vài nhân vật tài giỏi về đấy, chưa chắc đã làm được cái điều gì. Bây giờ tôi nói các bạn về Việt Nam làm việc nhá, tôi cứ cho là về Việt Nam làm việc đi. Đấy, ví dụ họ ở nước ngoài ấy, họ làm việc rất là thoải mái, họ rất là công bằng. Nhưng về Việt Nam làm việc, chỉ cần nói một câu là theo kinh nghiệm của tôi ở bên Mỹ nó làm việc như này, cái nào đã chửi là thằng mẹ Tây, thằng Tây lục địa rồi. Hay là lên mạng phát biểu câu Nga xâm lược Ukraine cái là tự nhiên chửi thằng phản động rồi. Thì tôi hỏi các bạn về làm sao được một cái thứ mà tôi học được nước ngoài đấy, là họ không giấu giốt và họ rất công bằng. Người Việt thì nói thật với các bạn ấy, nó có một cái tật này, a dua vào hùa bày đàn, rất hay là giấu giốt. Những cái mà mình làm không được, những cái mà nó sai nhè nè ra, thế nhưng mà họ vẫn dựa vào đám đông để chứng minh công lý. Ví dụ như là Nga xâm lược Ukraine, họ đuối lý không làm được là cứ chửi thằng này phản động, thằng này Tây nội địa. Mà phản động với Tây nội địa chả liên quan mẹ gì câu chuyện Nga Ukraine cả này. Ví dụ nói chuyện Việt Nam thôi thì bảo thôi mất quyền lợi của Việt Nam thì thằng này là thằng phản động, tôi nghe còn có lý, hợp lý, tôi được rồi, tôi cứ chấp nhận lý luận đi. Thằng nào nói xấu Việt Nam là phản động, ok, tôi không phản biện các bạn. Nhưng mà mình đây lên mạng ngồi nói chuyện Nga Ukraine, chả liên quan mẹ đến Việt Nam, tự nhiên bị chửi là phản động. Tôi hỏi các bạn đi học ở nước ngoài về mà gặp dăm ba cái thành phần như vậy thì nói thật với các bạn chứ về làm sao rồi, nghĩ cái cảnh đấy tôi đã chán rồi. Vào công ty muốn đưa ra một cái ý kiến gì để cho công bằng hơn, để công ty phát triển hơn, lại chửi Việt Nam có luật của Việt Nam, ở Việt Nam đây là Việt Nam chứ không phải là Mỹ, mày thích thì sang Mỹ mà ở, nếu như mày cần thì thoát Việt đi. Thế thì tôi hỏi với các bạn nhân tài nào nó về. Cái này đấy để tôi nói cho các bạn là gì, người ta không về đấy không phải là vì đảng, không phải vì chính phủ, mà chẳng phải vì xã hội Việt Nam, mà nó chỉ vì cái đám bò đỏ Việt Nam nhân tài nó chán, chẳng phải làm việc gì chung gì với cái bọn đấy. Ok, bye bye các bạn.